thành phố Long Beach thuộc quận Los Angeles là một thành phố kỹ nghệ với nhiều xưởng lọc dầu, những hãng sản xuất máy bay như là Boeing, McDonnell Douglas, xưởng đóng tàu, lắp ráp xe hơi, chế tạo vũ khí v.v. Và Long Beach sở hữu một hải cảng lớn nhộn nhịp tàu bè nhất nhì trên thế giới và là một địa điểm du lịch với hồ cá Aquarium of the Pacific, con tàu cổ Queen Mary và xa xa là hải đảo Catalina cách một tiếng đồng hồ tàu chạy. Cùng với một bờ biển dài cát trắng, có những con đường lý tưởng dành để đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe đạp. Nhưng có một địa danh nổi tiếng khác cũng đã thu hút nhiều khách thập phương, đó là tượng Đức Mẹ Maria màu trắng, đứng hướng mặt nhìn về phía đại dương. Tượng Đức Mẹ được đặt trên một bệ đứng có hình vò của một con sò biển to lớn, cũng bằng xi măng màu trắng. Có lẽ vì thế mới có tên gọi là Đức Mẹ con sò. Mất khoảng 20 phút để đến tượng Đức Mẹ con sò từ khu Lido Sài Gòn. Lấy Freeway 22 West, rồi exit vào đường số 7, quẹo trái đường Rodondo và quẹo mặt vào đường East Ocean. Đó là địa chỉ của một thiền viện Phật giáo tên gọi là Tu Viện Trường Đê Thánh Tử, tức là Long Beach Sanctuary Monastery. Địa chỉ là 3361 East Ocean Boulevard, thành phố Long Beach. Thiền viện nằm sau lưng tượng Đức Mẹ cách một bức tường cao khoảng 2 mét. Nguyên là nơi đây từng là một tu viện rồng kín của các nữ tu công giáo, dòng Camilo thuộc giáo phận Los Angeles. Các sơ đã sống ở đây trong 40 năm, không bao giờ ra ngoài. Tu viện có khu chăm sóc y tế và lò bánh mì riêng. Nhưng từ khi kỹ nghệ và ngành du lịch phát triển tại thành phố Long Beach, thì không khí mất đi sự yên tĩnh. Bên cạnh đó, số nữ tu được ơn gọi ngày càng ít đi, nên nhà dòng quyết định di chuyển đến một chi nhánh khác ở Santa Barbara và đã bán lại cho chùa Vạn Phật Thánh Thành của Đài Loan. Cũng để lại nơi đây hai bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Các quý tu sĩ Phật giáo cũng thờ kính Đức Mẹ như thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Có thể vì lý do nhiều người đã đến chùa làm mất sự tĩnh lặng để tu thiền, nên tượng Đức Mẹ con sò đã được đặt ở ngoài khuôn viên của thiền viện, đầu lưng lại với tượng Đức Mẹ nằm ở bên trong bức tường. Vì trong thời điểm đại dịch nên tu viện tạm thời đóng cửa, không đón tiếp thiện nam tín nữ, nên chúng ta không có thể đi vào bên trong thiền viện để kính viếng tượng Đức Mẹ thứ hai. Tiếng lành đồn xa, nhiều người cho biết tượng Đức Mẹ ở đây rất linh thiêng, cầu xin gì cũng được Đức Mẹ nhận lời và ban nhiều ơn phước, chữa khỏi nhiều bệnh nan y, nên càng ngày càng có nhiều người, dù không phải là công giáo cũng đến kính viếng và dâng cúng hoa đèn hầu như mỗi ngày. Đặc biệt hôm nay chúng tôi nhận thấy khá đông khách thập phương đến viếng Đức Mẹ. Hầu như đa số là người Mỹ gốc Việt. Có nhiều người đến từ những tiểu bang khác như Arizona, Dallas, Louisiana. Vì nằm cạnh bên khu dân cư, nên thường thường thì ai cũng cầu xin và đọc kinh trong thinh lặng. Nhưng đặc biệt trong ngày hôm nay, có những tiếng thánh ca và kinh nguyện vang lên từ một nhóm anh chị đến từ một cộng đoàn công giáo. Hình ảnh Mẹ Maria thánh thoát tôn nghiêm đứng khiêm nhường ở một khoảng sân. Trước tượng Đức Mẹ bên trên bề gạch có rất nhiều bình hoa đủ loại đủ màu. Theo lời chia sẻ của một người đàn ông bản xứ đã về hưu tên là Don, ông đã có mặt từ sáng đến chiều trong vòng 7 năm qua để giúp sắp xếp những bình hoa trật tự và giữ cho khu vực được sạch sẽ. Trong không khí dịu mát của một ngày đầu thu, mùi gió biển thổi qua từ bên kia đường, hương hoa và nến sáp khiến cho những người kính viếng Đức Mẹ có thể đã cảm nhận được năng lực tâm linh lan tỏa khắp nơi và cảm nhận sự bình an đến lạ thường. Mời quý vị nghe những chia sẻ của những đồng hương đến kính viếng Đức Mẹ và những câu chuyện kể về ơn lành và hiền linh mà Đức Mẹ đã đáp lại cho những lời cầu xin của họ. Kính thưa quý vị, bên cạnh Hương Thơ là một khuôn mặt rất là quen thuộc, mặc dù cái mask nó che lại nhưng quý vị khi mà nói tên chắc quý vị sẽ biết đó là chị Ái Phương, người đó được từng xuất hiện trong cái chương trình Phụ Nữ Ngày Nay mà Hương Thơ phỏng vấn về sự mất mát cho lớn lao trong đời chị, là đứa con của chị đã mất ở tuổi rất trẻ. Và chị từ đó chị đã năng nổ hoạt động trên vấn đề nâng cao ý thức cho những người bị bệnh tâm thần, giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ. Và hôm nay Hương Thơ tình cờ tới thăm Đức Mẹ Long Beach thì gặp chị Ái Phương ở đây để cầu nguyện. Thì chị Ái Phương ơi, hôm nay chị lên để chị cầu nguyện điều gì nữa? Dạ thưa, có một người bạn
ở trong giới y khoa, ông ta vừa mới bị heart attack, cũng như là người vợ của ông ta thì bị ung thư. Thì tôi có nói là để sáng ngày Chủ nhật tôi sẽ chạy lên trên này để cầu nguyện cho hai vợ chồng. Hương Thơ được biết là chị đã có nhiều kinh nghiệm từ qua lời cầu bầu với Đức, cầu nguyện với Đức Mẹ, và nó đã chứng nghiệm rất là nhiều lần. Nhưng trước khi Hương Thơ họ đặt hỏi câu hỏi đó thì trong mùa đại dịch này, tại sao chị là một người công giáo với vấn đề tâm linh nó rất là quan trọng, thì theo chị tại sao như vậy, theo ý kiến riêng của chị? Hương Thơ ơi, mình thấy rõ ràng là con người ta nó rất là nhỏ bé. Thành ra nếu mà trong lúc này mà mình không có cái vấn đề tâm linh, vấn đề về tâm linh đó, thì là mình không có thể nào mà mình sống được hết. Tức là trong thời đại dịch này, không chị? Trong thời đại dịch này thì Ái Phương nghĩ chúng ta phải cầu cứu cho với tới Chúa và Đức Mẹ. Thì xin chị có thể kể những cái chứng nghiệm mà chị đã qua lời cầu nguyện của chị với Đức Mẹ, con sò ở đây, cho khán giả biết. Nghe nhiều người, người ta đã nói, Ái Phương đã nghe cái này về Đức Mẹ con sò lâu lắm, nhưng mà cách đây 6-7 năm đó là nó đã xảy tới rõ ràng với Ái Phương. Thành ra là cái lúc độ 6-7 năm về trước thì một người bạn Mỹ của Ái Phương, người ta bị ung thư lá lách, và bác sĩ đã nói với ông là chỉ còn không quá được 6 tháng. Và ông cũng cố gắng, từ khi mà tôi biết được đấy thì ông đã qua 3 tháng rồi. Thành ông đã chia hết tất cả những hồ sơ của ông, tức là ông không chịu không nổi nữa. Thành ra là hôm đó tôi chạy lên gặp ông, thì chạy lên thì đem một cái nước, một chai nước mà tôi mang từ Lỗ Đức về. Thì khi mà đi lên như vậy thì tôi cũng có nghe người ta nói là Đức Mẹ con sò. Thì nhân tiện văn phòng của ông ở trung tâm Long Beach thì tôi mới chạy đến. Tôi biết là Đức Mẹ con sò ở trên Pacific Coast Highway. Thành ra tôi mới nói là tôi sẽ chạy song song ở trên này coi thế nào mình cũng kiếm ra được. Và đúng như vậy, thì tôi thấy có cái con sò. Thế là tôi dừng xe lại. Lúc đó cũng buổi chiều 5 giờ rồi. Thì khi đó khi tôi lên tôi đọc kinh, thì xin chỉ có 5-10 phút thôi, thì mình chỉ xin với tất cả cái lòng của mình vậy thôi. Thì đi về, thì độ trình, và tôi cũng nghĩ là thế nào thì tôi cũng nghe cái tin ông sẽ ra đi. Tại vì tôi biết, nhất là ông xã tôi trong giới y khoa nữa, thì biết là ông không có được lâu nữa. Nhưng mà độ chừng 1-2 tháng sau thì tự nhiên ông gọi, ông nói là bà ơi, City of Hope, người ta hỏi tôi có một cái thuốc người ta đang thử mà chưa được FDA. Thành đang trong thời gian người ta đang làm study thì người ta có bảo là nếu mà được thì họ cho ông thử. Nếu mà ông chịu thử, thì khi ông thử độ 6 tháng sau thì bác sĩ nói trời ơi, cái này là miracle. Từ cái chỗ mà cả cái lá lách của ông nó bị ung thư ăn hết, bây giờ nó chỉ còn lại một cái đốt như là một đồng 25 xu vậy. Nhưng mà khi mà ông sắp mất thì không nhận ra con người của ông. Thì sau đó khi mà tôi nghe ông nói như vậy thì tôi xin gặp ông. Thì lúc mà hai người gặp nhau thì ông có đưa cho tôi cái giấy thử máu. Mà lúc trước cái giấy thử máu của ông ấy, cái tumor marker, tức là mình lấy ở trong máu ra mình thử thì xem là bao nhiêu cái độ của nó thì mình biết là mình có bị cancer hay không. Thì khi ông đưa cho tôi cái lúc trước khi ông bị thì nó lên cho tới 1000 mấy, mà cái khi bây giờ thì chỉ còn có 37, tức là normal. Thành ra từ đó về sau, không những ông mà cả cái văn phòng 50 người luật sư trong đó thay đổi niềm, họ thay đổi cái đức tin của họ. Thành ra từ đó tôi rất là tin, mỗi khi mà không đi qua Lộ Đức được và tham Fatima được là tôi chạy lên Đức Mẹ ở trên này và tôi cầu nguyện. Và ông cũng đã được sống, gan ung thư tủy tạng là không được, chết rất là mau, nhưng mà nhờ sự cầu nguyện và hộ độ của Đức Mẹ
Ông đã sống thêm được bao nhiêu năm chị? Dạ, thưa 4 năm. 4 năm mà người ta, lúc đó là ông đã thời kỳ thứ tư và người ta đã nói là ông sẽ... Chỉ, họ chỉ cho không quá 6 tháng. Và ông đã sống được 4 năm. Và từ đó có thể là ông ra đi trong cái trạng thái bình an, tại vì có niềm đức tin đi với ông, phải không ạ? Dạ, dạ vâng. Mình có nhiều tượng Đức Mẹ rất là linh thiêng ở khắp nơi trên thế giới. Chị đã đi đến thăm Đức Mẹ, tượng Đức Mẹ ở đâu ạ? Dạ, thưa Ái Phương, Đức thích nhất là ở Lộ Đức. Là ở Pháp? Dạ, rồi đến là Fatima. Ở Bồ Đào Nha, phải không ạ? Dạ, vâng. Và một chỗ nữa là nó ở biên giới của Pháp, với lại ở Geneva của nước Thụy Sĩ. Dạ, thì ở đó nó có một cái làng, chỉ có trong đó người dân Pháp thì họ mới biết, nó không có được nổi tiếng như là Lộ Đức. Nhưng mà dạ, từ đó, tại vì cái ngày mà Ái Phương đem cái chai nước vào qua hải quan á, một chai nước mà 2 lít mà đem cái nước đó qua được của hải quan mà cầm trên tay để đi lên máy bay, thì cái đó phải có nhiệm màu, nhiệm màu, chứ không thể nào mà một cái chai nhỏ người ta còn không cho, mà đằng này 2 lít Ái Phương đem qua, vừa qua khỏi cái TSA đó thì Ái Phương ngồi phệt xuống luôn. Chính Ái Phương cũng sợ quá, nhưng mà cái là Đức Mẹ, chắc Ái Phương nghĩ là Đức Mẹ cho Ái Phương, vì vậy mà Ái Phương có một cái lòng tin nó rất là mạnh. Dạ. Và Đức Mẹ đã hiện ra rất nhiều nơi, ngoài Lộ Đức, ngoài Fatima ở Bồ Đào Nha, còn có ở La Vang ở Việt Nam, ở Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico, cũng như Đức Mẹ Naju ở Đại Hàn, và nhiều nơi, rất là nhiều, thưa quý vị. Và gần nhất chúng ta là Đức Mẹ Con Sò, nơi mà chúng ta có thể tới từ khu Lý Đà Sài Gòn để cầu xin. Và chắc chắn qua những lời kể của chị Ái Phương, cái niềm tin và cái sự cầu nguyện chân thành, thì những lời cầu xin đó Đức Mẹ sẽ ban ơn cho chúng ta, phải chị? Dạ vâng ạ. Và chúng tôi được biết chị Ái Phương đã chứng nghiệm nhiều cái sự mầu nhiệm, sự ban ơn phước lành của Đức Mẹ. Chị có thể kể thêm một câu chuyện mà chị đã chứng nghiệm không chị? Dạ. Thì cách đây 2 năm, em trai của Ái Phương bị ung thư ở cái tuyến quản. Thì khi mà ông bác sĩ surgeon đó cái nốt của ung thư thì nhằm vào cái vocal cord, tức là cái tuyến nói của mình, thì em trai Phương chỉ còn thì thào được, người ta không hiểu em do tại sao. Dạ, lý do tại sao. Thì nhân dịp đó thì Ái Phương đang ở bên Pháp, thì khi mà biết em mình như vậy, thì Ái Phương biết là ở Paris nó có một cái nhà thờ người ta gọi là Église Miraculeuse, tức là cái nhà thờ có của những phép lạ. Thì những cái hôm đó Ái Phương chạy đến nhà thờ và chỉ đợi đến được có 5 phút thôi. Thì Ái Phương có xin, chỉ xin em Đức Mẹ là cho có em của Ái Phương sức khỏe, ngoài cái sức khỏe cho lại cái tiếng nói. Mà thì mình đọc như vậy, với lại đọc cho một người bạn đang bị căng xe mà về ngực đó, thì xin cho 2 người. Thì lúc mà về thì sau 2-3 ngày thì từ Pháp gọi về cho em, thì định nói chuyện với người vợ chứ còn không phải là nói chuyện với em trai. Thì tự nhiên cậu em trai trả lời, thì là nói được luôn. Ai Phương nói cho ủa, việc biết việc có giọng lại rồi hả, hồi nào vậy? Thì em trai của tôi nói là 2 ngày hôm nay. Thế là tôi hòa ra bên Pháp. Là đúng lúc không? Là chị cầu nguyện. Là cái lúc ngày mà tôi đang ngồi quỳ, tôi đọc kinh ở bên đó. Cảm ơn chị Ái Phương rất nhiều đã chia sẻ 2 câu chuyện từ một người bạn luật sư đã bị ung thư tụy tạng giai đoạn cuối, chỉ còn 6 tháng có thể là tối đa là sống, nhưng mà đã sống được 4 năm. Và câu chuyện thứ 2 là người em ruột của chị là anh Việt để mất tiếng nói. Và chỉ từ lời cầu nguyện của người chị với tấm lòng thương yêu và niềm tin, đức tin dồi dào mãnh liệt đến với Đức Mẹ, mà người em trai đã mang lại tiếng nói, đã có được lại tiếng nói. Cảm ơn chị Ái Phương rất nhiều.